để viết cho thiếu nhi ấy, thì thứ nhất là mình không được già đi, mình vẫn phải sống ở cái tuổi đó, mình phải chơi được với trẻ con và chơi không biết chán. Dấu sắc là trèo lên cao, này dấu sắc là trèo lên cao, tinh tàng ở tàng tình. Bài hát là Sắc Huyền Hỏi Ngã Nặng ấy, là nó bắt đầu từ cái bài thơ của Nguyễn Thụy Anh. Cái giai điệu là tôi chọn là một cái giai điệu nó mang âm hưởng của nhạc dân tộc, và trên cơ sở đó thì mình sẽ đưa các cái ý tưởng của cái vẻ đẹp của thanh điệu vào. Trái đất rộng bao thứ tiếng nghi à, tiếng nghi à viền quê ta hồn nhiên, lời nói thanh thoáng như lời ca. Khi mà tôi viết cái bài tiếng Việt thì tất cả những gì là hồn cốt của tác giả là nhà thơ Lưu Công Vũ, thì tôi cố gắng làm sao mọi thao tác của mình không làm mất đi cái hồn cốt của ông. Tôi chọn một cái hình thức là nó cực kỳ đơn giản, hình thức giống như dân ca. Tôi dựa vào cái làn điệu cò lả, dựa vào cái âm hưởng của dân ca quan họ Bắc Ninh. Nó mang một chút màu sắc của miền Bắc, một chút màu sắc ở Trung Bộ. Chưa thành chữ viết đi à, đã à bèn tròn lời nói. Tôi viết theo cái lối âm hưởng dân tộc ấy, thì cái đấy nó được, tức là từ nhỏ mình đã nhiễm cái điều đấy rồi. Tôi nghe được bà tôi ru như thế nào, mẹ ru như thế nào. Một người nữa rất đặc biệt đấy chính là bố tôi. Bố tôi rất hay hát, mà thường là khi mà đã hát bao giờ cũng hát quan họ Bắc Ninh. Thế còn gia đình nhà tôi ấy, thì có một sở thích là cả hai cụ thân sinh đều thích xem chèo, và mình cũng thông qua cái đấy thì mình bắt đầu mình ngấm dần. Nhóm M6 là một nhóm tác giả. Trong nhóm thì có tôi này, có nhạc sĩ Trần Đức Minh, Nguyễn Vĩnh Tiến, Giáng Son, Nguyễn Thắng. Thì 6 anh em chơi với nhau, mọi người vừa bổ sung cho nhau và vừa thách thức nhau. Ví dụ như là chúng tôi thách nhau là làm sao để mỗi người đều phải viết một bài có tên là Chúc Mừng Năm Mới. Bừng lên chung pháo hoa, một năm trôi lướt qua, chuông ngân bâng khuâng bỡ ngỡ một năm mới. Mình luôn luôn có một cái hội đồng để mà đánh giá, để mà học hỏi lẫn nhau. Đấy, tôi nghĩ là đấy là một cái điều rất thú vị. Nếu mà nói về hành trình âm nhạc ấy, thì thực ra là lúc nào tôi cũng có cảm giác là tôi vẫn mới đang bắt đầu. Trong cái quá trình mà viết mấy chục năm nay thì những cái ca khúc của mình được đón nhận và mình rất là thích, cảm thấy là mình có ích trong cuộc sống này.